đường xa mắt ta đón Chúa vào nhà, lòng mở ra thiết tha ân cần tiếp đón. Maria cứ ngồi bên chân Chúa mà thôi, lắng nghe lời cao vời từ trời Chúa truyền ban. Xin cho con luôn khao khát mến yêu lời Chúa, luôn vui sống phúc âm Ngài trao để đáp tới phúc ân trời cao. Xin cho con dẫu kiếp sống lắng lo trong bề, dẫu nơi bước đắng cay ê chề, vẫn tìm về bên Chúa tình yêu. Kìa thầy xem mỗi con lo lắng phục vụ, còn phần em cớ sao không hề chú ý. Nhưng con ơi quá bận tâm lo lắng làm chi, chính em con đang chọn phần cần thiết rồi đây. Xin cho con luôn khao khát mến yêu lời Chúa, luôn vui sống phúc âm Ngài trao để đáp tới phúc ân trời cao. Xin cho con dẫu kiếp sống lắng lo trong bề, dẫu nơi bước đắng cay ê chề, vẫn tìm về bên Chúa tình yêu. Đời trần gian lắng lo cơm áo gạo tiền, và triền miên vẫn vương ưu phiền kiếp sống. Xin cho con vững lòng trông nơi Chúa mà thôi, dẫu đơn côi không ngại nguyện cầu với Ngài luôn. Xin cho con luôn khao khát mến yêu lời Chúa, luôn vui sống phúc âm Ngài trao để đáp tới phúc ân trời cao. Xin cho con dẫu kiếp sống lắng lo trong bề, dẫu nơi bước đắng cay ê chề, vẫn tìm về bên Chúa tình yêu. Vẫn tìm về bên Chúa tình.